Cuộc chiến Việt Minh với quân đội Đế quốc Anh năm 1945 đến năm 1946. Cuộc chiến nhỏ nhưng đã quốc tế hóa. Sách báo Việt Nam hiện nay cũng nói về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, chứ không nhắc nhiều về vai trò của Anh. Nhưng trên thực tế, Nam Bộ không chỉ là nơi duy nhất ở châu Á quân Anh còn độc lập tác chiến sau Thế chiến II, mà còn là cuộc chiến mang tính quốc tế và giai đoạn bước ngoặt cho ba nước Đông Dương. Phía Việt Minh cũng có vài trăm quân Nhật bỏ sang trợ giúp, mà con số đông nhất là ở phía Nam. Các tài liệu Anh cũng nói về vụ bắt được một cố vấn Liên Xô ở gần Sài Gòn ngày 25 tháng 10 năm 1945. Người này đến từ Liên Xô hay là một người cộng sản nói tiếng Nga từ hàng ngũ Pháp chạy sang phía Việt Minh? Câu chuyện này hẳn còn cần kiểm chứng. Các tài liệu tiếng Anh chỉ nói sau khi tra khảo người này, quân Anh đã chuyển ông ta cho an ninh của Pháp. Nam Bộ kháng chiến. Báo chí Việt Nam như tạp chí Quốc phòng Toàn dân cũng mô tả ít nhiều tình trạng quan hệ giữa quân Anh và Việt Minh như sau. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp núp dưới bóng quân Anh đã quay lại gây hấn ở Sài Gòn, bắt đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. Trước tình hình đó, Sứ ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ triệu tập cuộc họp thông qua lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, tiêu biểu cho tinh thần độc lập hay là chết là tiểu đội bảo vệ cột cờ thủ ngữ. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi một đại đội quân Anh định hạ lá cờ đỏ sao vàng xuống để kéo lá cờ tam tài lên, vì danh dự lá cờ tổ quốc chỉ với vũ khí thô sơ, nhưng các chiến sĩ cảm tử của ta kiên quyết ngăn cản dù hy sinh đến những người cuối cùng. Cảm phục trước khí tiết đó, viên chỉ huy người Anh đã cho đại đội xếp hàng, bồng súng chào hương hồn những người anh hùng của đối phương đã ngã xuống dưới chân cột cờ. Các tài liệu Anh công nhận rằng, người Việt Nam khi đó không muốn đổi ách chiếm đóng của Nhật Bản để nhận lại ách chiếm đóng của người châu Âu. Việc Anh lưu dung quân Nhật đến nay vẫn gây tranh cãi. Tương tự như ở Đông Dương, Anh đã dùng quân Nhật đàn áp nhóm kháng chiến ở Indonesia và Bandung và Semarang, giết chết hàng nghìn người. Liên tiếp giao tranh. Trước khi Thủ tướng Pháp, người hùng giải phóng Paris dẫn đầu một đơn vị tới Sài Gòn nhưng phải nhờ quân Anh về phương tiện, vũ khí vào ngày 5 tháng 10 năm 1945 thì quân Anh, Ấn đã có một số trận giao tranh với Việt Minh. Có 4 đợt giao tranh đáng kể Anh-Việt trong năm 1945. Đợt đầu tiên là vào tháng 9, quân Việt Minh đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất do Anh quản trị, giết chết một lính Gurkha, phía Việt Minh có 6 người thiệt mạng. Đợt thứ hai vào ngày 10 tháng 10 năm 1945, toàn bộ một trung đội Ấn do Anh chỉ huy bị giết khi tuần tra ở ngoại ô. Trận thứ ba nổ ra từ ngày 13 tháng 10 năm 1945, khi quân Việt Minh tấn công ồ ạt vào các điểm do lính Ấn Độ, một số quân Pháp và Nhật bảo vệ, cũng ở ngoại ô Sài Gòn. Trong trận này, các nguồn của Anh nói có tới 500 quân Việt Minh bị giết. Trong tháng 10 năm 1945, các tài liệu Anh có ghi nhận những trận phản công của Việt Minh, đánh vào các cơ sở cũng như nhà máy điện, nước, cầu cảng, sân bay trên toàn khu vực Sài Gòn, Gia Định trong đợt thứ 3 bằng vũ khí nhỏ như lựu đạn, súng cối. Các tài liệu Anh cũng viết, Việt Minh chuyển sang chiến thuật bao vây nhỏ nhưng không nói rõ vây gì và ở đâu. Đặc biệt trong cuộc giao tranh lần này, các nhóm quân Pháp mới đến đã được giao nhiệm vụ giải cứu cho cuộc bao vây trong lúc quân Anh dùng các cách tuần tra hung bạo để gây bất ngờ cho Việt Minh. Quân Anh, Ấn có tới 20.000 quân, cộng thêm 2.500 quân Pháp và một số tiểu đoàn quân Nhật nên phe chiếm đóng đã áp đảo cả về số lượng và vũ khí. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!